Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của DReview. Với tài chính khoảng 5 triệu, bạn đang phân vân đâu là chiếc điện thoại phù hợp nhất với mình. Hãy cùng với DReview tham khảo top 4 smartphone đáng mua nhất năm 2022 dưới đây để tìm ra đáp án nhé. Siêu phẩm đầu tiên mang tên Samsung Galaxy A3 với con chip Snapdragon 680, camera 50MP với giá trị từ 5.690.000 đồng. Mang nét đặc trưng của dòng Galaxy A, Samsung Galaxy A3 có thiết kế hiện đại bắt kịp xu hướng với hai mặt được gắp tương đối phẳng. Máy được trang bị màn hình TFT LCD 6.6 inch đi kèm là độ phân giải Full HD cộng cho màn hình hiển thị trở nên chất lượng và sắc nét. Samsung Galaxy A3 sở hữu cụm 4 camera với camera chính có độ phân giải lên đến 50MP, đem lại chất lượng sắc nét đến từng bức ảnh. Không chỉ vậy, máy còn có hiệu suất tối đa lên tới 2.4GHz nhờ trang bị vi xử lý Snapdragon 680 8 nhân, đi kèm là viên pin 5000mAh và công nghệ sạc nhanh 50W ấn tượng. Bạn hoàn toàn có thể thao tác mượt mà từ các tác vụ cơ bản hàng ngày cho tới chơi game ngay trên siêu phẩm Galaxy A3 của nhà Samsung này. Với nhiều cải tiến và nâng cấp mới, Samsung Galaxy A3 được xem là sản phẩm vô cùng hút khách trong phân khúc khoảng 5 triệu đồng. Vì vậy, máy phù hợp với đại đa số người sử dụng, đặc biệt là những bậc phụ huynh thích giao diện dễ dùng, ổn định và dễ bảo hành tại các trung tâm bảo hành rộng khắp cả nước của Samsung. Siêu phẩm thứ hai mang tên Poco X3 Pro với màn hình 120Hz, con chip Snapdragon 680 cực mạnh với giá trị từ 5.690.000 đồng. Poco X3 Pro có màn hình tần số quét lên đến 120Hz, kích thước 6.67 Full HD cộng, hỗ trợ HDR10 đem lại những trải nghiệm giải trí tuyệt vời hơn bao giờ hết. Ngoài ra, máy còn được trang bị con chip Snapdragon 680 8 lõi xây dựng trên tiến trình 7 nanomet, cho xung nhịp tối đa lên đến 2.96GHz cho hiệu năng chuẩn flagship. Hơn nữa, viên pin lớn đi kèm là sạc nhanh siêu tốc 33W cho thời gian sử dụng lên tới 24 giờ và thời gian sạc đầy pin chỉ vỏn vẹn trong 60 phút. Không chỉ vậy, Poco X3 Pro còn có bộ tứ camera 48MP, tích hợp AI thông minh, ghi lại từng khoảnh khắc một cách ấn tượng. Vậy thì câu hỏi đặt ra là Poco X3 Pro sẽ phù hợp cho những ai? Poco X3 Pro sẽ rất phù hợp với những bạn nam mạnh mẽ, mua điện thoại thiên hướng về hiệu năng mạnh mẽ trong phân khúc 5 triệu để chơi game. Còn với những bạn nữ tay nhỏ, thiết kế to nặng cũng là vấn đề lớn nếu các bạn chọn mua dòng máy để trải nghiệm đấy nhé. Đặc biệt, Poco X3 Pro có chính sách bảo hành lên tới 18 tháng chính hãng, cho bạn thoải mái yên tâm trải nghiệm. Siêu phẩm tiếp theo cũng đến từ Poco mang tên Poco M4 Pro với camera 60MP, thiết kế đời thượng và giá chỉ từ 4.990.000 đồng. Poco M4 Pro sở hữu thiết kế đẹp mắt đi kèm là hệ thống 3 camera ấn tượng với cảm biến chính 60MP. Cảm biến siêu rộng 8MP và cảm biến macro 2MP. Được trang bị tấm nền AMOLED 6.43 inch kết hợp cùng tần số quét 90Hz. Poco M4 Pro đem đến trải nghiệm với màn hình hiển thị chân thực và sắc nét. Máy cũng được trang bị con chip 8 lõi MediaTek Dimensity 810 mạnh mẽ trong phân khúc cùng viên pin 5000mAh cho thời gian sử dụng mượt mà lên tới hơn 5 tiếng. Với khả năng sạc nhanh 33W thông qua cổng sạc USB Type-C, Poco M4 Pro 5G chỉ mất 59 phút để sạc lấy pin. Đây cũng là một điểm cộng vô cùng lớn trên chiếc smartphone tầm trung này. Nếu bạn đang yêu thích một chiếc điện thoại tầm trung sở hữu cấu hình mạnh cùng camera chất lượng cao, đi kèm là chế độ bảo hành lâu dài thì Poco M4 Pro hoàn toàn là một sự lựa chọn đáng giá. Siêu phẩm tiếp theo sẽ đến từ nhà Xiaomi mang tên Xiaomi Redmi Note 11 với màn hình 90Hz, camera AI 50MP với giá chỉ từ 4.550.000 đồng. Redmi Note 11 có thiết kế thời thượng khi được hoàn thiện từ những nguyên khối, mặt lưng thiết kế nhà mờ. Máy được trang bị màn hình hiển thị lên tới 6.5 inch, độ phân giải Full HD cộng sắc nét, đi kèm là tốc độ làm mới 90Hz, mượt mà đến từng thao tác. Ngoài ra thì em nó còn có các tính năng điều chỉnh ánh sáng và nhiệt độ màu thông minh. Redmi Note 11 4G sở hữu con chip Snapdragon 680 mạnh mẽ được xây dựng trên tiến trình 6 nanomet, đem lại trải nghiệm vô cùng chân chu và mượt mà. Máy sở hữu cụm 4 camera với cảm biến chính lên đến 50MP, bậc nhất trong phân khúc tầm trung cùng với nhiều chế độ chụp mới nhất. Dung lượng pin lớn 5000mAh trên Redmi Note 11 cũng là một điểm cộng lớn, cho thời gian sử dụng lên tới 9 tiếng với mọi tác vụ thường ngày. Redmi Note 11 4G cũng được trang bị công nghệ sạc nhanh 33W tiên tiến, sạc đầy máy chỉ trong 77 phút. Và nếu bạn đang tìm một chiếc smartphone tầm giá chỉ hơn 4 triệu với hiệu năng mạnh mẽ, thời lượng pin bền bỉ để chiến game, thì Redmi Note 11 4G sẽ rất phù hợp đấy nhé. Và cũng đừng quên Redmi Note 11 4G còn được hỗ trợ chính sách bảo hành lên tới 18 tháng chính hãng của Xiaomi. Và cuối cùng, để mua điện thoại chính hãng uy tín thì bạn hãy liên hệ ngay với Di Động Thông Minh. Đây là một trong những cơ sở phân phối smartphone tin cậy được người dùng bình chọn. Với đội ngũ nhân viên trẻ giàu kinh nghiệm, được đào tạo bài bản, phục vụ tận tình từ lần chạm đầu tiên,
Chúng tôi tự tin mang đến sự hài lòng tuyệt đối cho mọi quý khách hàng. Vậy là trong video này, Đi Review đã điểm mặt top 4 smartphone tầm giá 5 triệu đáng mua nhất trong năm 2022 này. Theo bạn, chiếc smartphone nào đáng để trải nghiệm nhất? Hãy để lại bình luận xuống phía dưới để mọi người cùng biết với nhé. Và cũng đừng quên để lại một like, share, subscribe cho kênh YouTube của Đi Review. Nếu bạn muốn mua điện thoại chính hãng với giá tốt, thì hãy truy cập ngay website của Di Động Thông Minh. Và bây giờ xin chào và hẹn gặp lại mọi người trong những video sau.